Một sân vận động mới có sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi sẽ được Lạng Sơn xây dựng trong thời gian sắp tới tại khu Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Và là công trình trung tâm của khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn rộng khoảng 48 ha, trong đó riêng hạng mục sân vận động rộng khoảng 3 đến 5 ha. Tổng mức đầu tư hạng mục sân vận động là khoảng 250 tỷ đồng từ vốn ngân sách. Hiện tại, Lạng Sơn đang tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho sân vận động mới này. Dự kiến, nếu thủ tục thuận lợi và nguồn vốn được khơi thông, dự án xây dựng sân vận động có thể được Lạng Sơn khởi công trong năm 2024. Sân vận động lớn nhất Lạng Sơn hiện tại là Đông Kinh nằm ngay dưới chân núi Phai Vệ. Dự kiến sau khi sân vận động mới hoàn thành, thì sân vận động Đông Kinh sẽ được phá đi để xây dựng quảng trường tại khu vực này. Dự định tên gọi sẽ là Quảng trường Hồ Chí Minh.